Chào các bạn, hôm nay hãy cùng mình dạo một vòng quanh Hy Lạp nha. Hy Lạp là một đất nước nằm ở phía đông nam của châu Âu. Nhìn vào bản đồ, bạn sẽ thấy Hy Lạp giống như một bàn tay chìa ra biển Địa Trung Hải. Hy Lạp nổi tiếng với lịch sử phong phú, văn hóa cổ đại và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đây là nơi ra đời của nền văn minh Hy Lạp cổ đại, là cái nôi của triết học, nghệ thuật và thể thao. Những câu chuyện thần thoại, công trình kiến trúc cổ kính và các bãi biển xanh biếc trải dài đã làm cho Hy Lạp trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách trên toàn thế giới. Hãy cùng mình khám phá những nét đặc biệt và thú vị nhất về đất nước Hy Lạp nha! Hy Lạp bắt nguồn từ hơn 4.000 năm trước khi nền văn minh Minoan trên đảo Crete bắt đầu phát triển. Tuy nhiên, đỉnh cao của nền văn minh Hy Lạp được ghi nhận từ thế kỷ thứ 8 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 6 sau công nguyên. Thời kỳ mà Hy Lạp đã đặt nền móng cho nhiều thành tựu vượt trội trong triết học, khoa học, nghệ thuật và chính trị. Athens, thủ đô của Hy Lạp và cũng là thành phố lớn nhất của Hy Lạp, một trong những thành phố cổ nhất thế giới với hơn 3.000 năm lịch sử. Tên của thành phố được đặt theo tên của nữ thần Athena, là nữ thần trí tuệ và chiến tranh chính nghĩa. Nơi đây được coi là cái nôi của nền dân chủ. Khi nhà lãnh đạo Latinus thiết lập hệ thống dân chủ đầu tiên trên thế giới, vào khoảng năm 508 trước công nguyên. Trong hệ thống này, người dân có quyền tham gia vào quá trình ra quyết định và bầu chọn lãnh đạo, một hình thức tổ chức xã hội và chính trị có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền chính trị hiện đại. Vào thời cổ đại, Athens là một thành bang hùng mạnh, là trung tâm nghệ thuật và triết học. Đây là nơi sinh ra của các vĩ nhân của nhân loại. Nổi bật là ba cột trụ của nền văn minh Hy Lạp và thế giới là Plato, Socrates và Aristotle. Triết học Hy Lạp thời cổ đại phát triển rất rực rỡ, ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn minh phương Tây và sau này. Công trình biểu tượng của thành phố là đền Parthenon, vương cao trên đỉnh thành cổ Acropolis, được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Đền Parthenon là một thành tựu hoàn mỹ của Hy Lạp cổ đại. Pho tượng nữ thần Athena uy nghi đặt bên trong cao 12 mét, làm bằng vàng và ngà voi. Ngoài Parthenon, Hy Lạp còn có nhiều di tích khác như đền Apollo ở Delphi, nhà hát Abydos và cung điện Cronus trên đảo Crete. Những công trình này không chỉ là nơi thờ cúng mà còn thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật, kỹ thuật xây dựng và tôn giáo trong đời sống của người Hy Lạp cổ đại. Nhà hát Abydos nằm gần Athens, được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Abydos bao gồm 55 hàng ghế xếp thành hình bán nguyệt. Nhà hát có thể chứa đến 15.000 khán giả. Và dù ngồi ở hàng ghế dưới cùng, khán giả vẫn có thể nghe âm thanh từ sân khấu mà không cần hệ thống khuếch đại nào. Quả là một điều tuyệt diệu phải không các bạn? Nhắc đến Hy Lạp là người ta sẽ nghĩ ngay đến thần thoại. Thần thoại Hy Lạp là một trong những yếu tố làm nên sự hấp dẫn độc đáo của văn hóa Hy Lạp. Thần thoại Hy Lạp đã trở thành di sản văn hóa, ảnh hưởng sâu sắc đến văn học, nghệ thuật và tư duy triết học không chỉ của Hy Lạp mà còn của cả thế giới. Theo thần thoại, đỉnh Olympus là nơi ở của 12 vị thần tối cao, trong đó có thần Zeus là vua của các vị thần, Hera, nữ thần hôn nhân, Poseidon, thần biển, Athena, nữ thần trí tuệ và chiến tranh. Mỗi vị thần sẽ có những quyền năng và tính cách riêng, được miêu tả qua hàng trăm câu chuyện khác nhau, thể hiện mối quan hệ giữa các vị thần với con người và thiên nhiên. Trong đó, thần Zeus là vị thần quyền năng nhất, cai quản bầu trời và thường can thiệp vào các vấn đề của con người bằng cách trừng phạt hoặc ban ơn. Athena, vị nữ thần bảo hộ của thành phố Athens, nổi tiếng với sự khôn ngoan và kỹ năng chiến đấu, thường được tôn vinh qua các tác phẩm nghệ thuật và lễ hội. Các vị thần này không chỉ có ý nghĩa tôn giáo mà còn là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ và nhà thơ. Hy Lạp là một điểm đến du lịch hấp dẫn thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ vào cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Từ những bãi biển xanh biếc đến những ngọn núi hùng vĩ, Hy Lạp có hơn 6.000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 200 hòn đảo có người sinh sống. Và đảo Santorini được biết đến với cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp là một trong những hòn đảo nổi tiếng nhất ở Hy Lạp, được mệnh danh là thiên đường du lịch. Những ngôi nhà trắng xanh nằm trên vách đá cao nhìn ra biển xanh biếc tạo nên một khung cảnh rất hùng vĩ. Đảo này còn nổi tiếng với những bãi cát đen và các di tích khảo cổ như thành phố cổ Arotiri, một thành phố bị chôn vùi bởi núi lửa cách đây hàng ngàn năm. Trong khi đó, đảo Mykonos nổi tiếng với cuộc sống về đêm sôi động và những bãi biển đẹp. Mykonos lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng những bữa tiệc, bãi biển, các quán bar và nhà hàng đẳng cấp. Hòn đảo lớn nhất của Hy Lạp là hòn đảo Crete, nổi tiếng với nền văn minh Minoan, một trong những nền văn minh cổ đại phát triển nhất ở châu Âu.
Cung điện Knossos trên đảo là một di tích khảo cổ quan trọng, nơi đã từng là trung tâm quyền lực của vua Minos trong thần thoại Hy Lạp. Núi Olympus trong truyền thuyết là có thật nha các bạn. Núi Olympus cao 2.917m là ngọn núi cao nhất ở Hy Lạp và theo thần thoại là nơi ở của các vị thần. Núi Olympus không chỉ có ý nghĩa về tôn giáo và văn hóa mà còn là một điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích leo núi và khám phá thiên nhiên. Khu vực xung quanh của Olympus là một công viên quốc gia với hệ sinh thái đa dạng và phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Cao nguyên Meteora là một trong những cảnh quan độc đáo nhất của Hy Lạp, là tập hợp các tu viện nằm trên đỉnh cột đá cao sừng sững. Các tu viện này được xây dựng từ thế kỷ thứ 14 và trở thành một di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Meteora không chỉ là nơi dành cho các tu sĩ cầu nguyện mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách, đặc biệt là những người yêu thích nhiếp ảnh và leo núi. Bạn có biết Thế vận hội Olympic ngày nay bắt nguồn từ Hy Lạp không? Olympic cổ đại được tổ chức lần đầu tiên vào năm 776 trước công nguyên tại thành phố Olympia. Thế vận hội cổ đại là một sự kiện thể thao quan trọng, nơi các thành bang Hy Lạp cùng thi đấu trong tinh thần hòa bình và thể thao. Những môn thể thao như điền kinh, đua xe ngựa, đấu vật là những môn thi đấu phổ biến trong thời kỳ này. Và bạn cũng sẽ rất bất ngờ như mình, đó là trong các thế vận hội Hy Lạp cổ đại, tất cả các vận động viên đều phải khỏa thân khi tham gia thi đấu. Thế vận hội hiện đại đã được khôi phục vào năm 1896 tại Athens và ngọn đuốc Olympic luôn được thắp sáng tại thành phố Olympia trước khi được mang đến đất nước chủ nhà của Thế vận hội. Đây là biểu tượng cho sự tiếp nối của tinh thần thể thao và hòa bình mà Hy Lạp đã truyền lại cho cả thế giới. Bạn đã bao giờ xem Thế vận hội Olympic chưa? Bạn sẽ thấy biểu tượng Olympic là 5 vòng tròn khác màu. Ý nghĩa của nó là mỗi vòng tròn sẽ tượng trưng cho một châu lục. Và năm vòng tròn đan vào nhau thể hiện sự bình đẳng, tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia, giữa các châu lục. Ngoài ra, cuộc thi marathon cũng bắt nguồn từ Hy Lạp. Cuộc thi marathon là cuộc chạy bộ đường trường với chiều dài chính thức là 42.195 km. Sandal, dép lê ngày nay cũng có nguồn gốc từ trang phục của người Hy Lạp cổ. Hoặc là việc đốt nến trên bánh sinh nhật cũng bắt nguồn từ Hy Lạp. Hình ảnh bánh sinh nhật tượng trưng cho nữ thần mặt trăng, còn nến tượng trưng cho ánh sáng. Hy Lạp có nền ẩm thực rất là phong phú, nổi tiếng với các món ăn sử dụng nguyên liệu tươi ngon và cách chế biến đơn giản nhưng rất tinh tế và độc đáo. Nguyên liệu đặc trưng là dầu ô liu sử dụng trong hầu hết các món ăn. Người dân Hy Lạp tin rằng cây ô liu là món quà của nữ thần Athena dành cho họ. Các món ăn nổi tiếng như là thịt nướng xiên, souvlaki, thịt nướng cuộn bánh mì pita, sữa chua làm từ sữa dê hay là phô mai dê feta, moussaka, món thịt nướng với cà tím đã chinh phục được trái tim của rất nhiều người trên khắp thế giới. Hy Lạp có rất nhiều lễ hội đặc sắc diễn ra quanh năm. Những lễ hội này thường kết hợp với tín ngưỡng và tôn giáo, văn hóa cổ đại và các yếu tố giải trí hiện đại. Và trong đó, lễ hội quan trọng nhất là lễ phục sinh, đặc biệt với những người theo chính thống giáo Hy Lạp. Một lễ hội mà mình thấy khá là độc đáo và thú vị đó là lễ hội cuộc chiến bột mì. Đó là một lễ hội đường phố vô cùng sôi động và náo nhiệt, diễn ra ở thị trấn Galacidi, cách thủ đô Athens 200 km về phía tây, diễn ra vào tháng 11. Tại lễ hội thì người dân địa phương và du khách sẽ dùng những hàng tấn bột mì đầy màu sắc ném vào nhau, tạo nên một bầu không khí rất là vui nhộn. Dù có lịch sử và văn hóa cổ đại phong phú, Hy Lạp hiện đại vẫn là một đất nước rất năng động và sôi động. Sự phong phú của văn hóa, ẩm thực và cảnh quan thiên nhiên đã làm cho Hy Lạp trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn trên toàn thế giới.